theo dõi clip livestream của cơ sở Lý Nhân Thanh Bãi ạ. Chiều nay thì chắc là em sẽ dành một chút thời gian để quay nhanh cho anh em mấy bộ Sony MD307 mới về nhá. Đây, mới về được 4 bộ Sony MD307 rất đẹp, rất mới. Đấy, anh em có thể nhìn thấy qua không ạ? Sony MD307 nhá. Trong số 4 bộ này thì có một bộ về nguyên được cả phụ kiện. Đây em sẽ quay cho anh em xem những cái phụ kiện đi kèm nguyên zin của một bộ trong số 4 bộ đấy nhá. Và bộ này thì giá sẽ khác 4 bộ còn lại. Thì bao gồm có cả catalog này, một bộ có cả catalog. Đây, MD307 này, catalog hướng dẫn cách sử dụng rồi là giới thiệu về bộ dàn này. Một khiển zin này, MD307 này. Anten này, anten Sony này. Dây AV bãi này. Dây loa zin này, cái này rất là đặc biệt bởi vì dây này là sợi titan anh em ạ. Nhưng cái dây này thì sẽ cho ra chất lượng âm thanh khá là chuẩn. Đấy, khác hẳn với dây thường nhá. Đấy, anh em nào mà lấy sớm thì sẽ được chọn một bộ, thì sẽ cho được một bộ mới nhất và có cả kèm tất cả những phụ kiện này anh em nhá. Đấy, còn đây là dây cáp. Dây cáp khiển này, dây cáp máy này. Ngoài ra có cả cái sợi dây anten nữa. Đấy. Trong số, em xin nhắc lại là trong số 4 bộ này sẽ có một bộ đầy đủ nguyên zin phụ kiện anh em nhé. Thì giá sẽ khác ạ. Còn những bộ còn lại thì giá khác. Và em xin công khai giá của cái bộ đầy đủ nguyên cả khiển và tất cả những phụ kiện này là giá là 8 triệu anh em ạ. Đấy. Còn những bộ khác là 7 triệu rưỡi anh em nhé. Đấy, một bộ nguyên zin phụ kiện gồm có catalog này, khiển này, dây loa này. Đấy, dây khiển dây này là dây anten này. Đỗ xe trong lòng được em. Có bên này chị vào đây ạ. Chị cứ đỗ xe vỉa hè này. Này là nhà Yến ở bên cầu Trần Cao Vân phải không? Vâng đúng rồi ạ. Vâng, chị cứ đỗ xe bên này luôn này. Đây xe để đây ạ. Có bên này. Đấy, một bộ thì sẽ có gồm nguyên zin phụ kiện như này anh em nhé. Chỉ có duy nhất một bộ trong số 4 bộ này thôi ạ. Anh em nào mà lấy sớm thì sẽ có bộ này nhá. Và giá là 8 triệu. Còn các bộ khác thì 7 triệu rưỡi. Là không khiển anh em ạ. Đấy. MD307 đợt này về rất là đẹp anh em nhé. Cực kỳ mới và đẹp. Đấy, giá là 7 triệu rưỡi. Còn một bộ mà đi kèm những cái phụ kiện zin với cả khiển zin như này là 8 triệu anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ em sớm ạ. Vâng, chắc là em phải dừng clip thôi bởi vì hôm nay em cũng chỉ quay qua cho anh em xem thôi, chưa kịp vào đấu bộ nào cả bởi vì là vừa dỡ hàng xong. Bây giờ thì chắc là có anh chị khách này vào xem hàng thì em phải dừng clip ạ. Vâng, cảm ơn anh em nhé. Anh em có gì theo dõi các cái bài em sẽ đăng tiếp theo nhé. Chiều nay em sẽ up hình của bộ Sony 307 này lên cho anh em xem. Vâng, cảm ơn anh em nhé.